Rồi xem chiếc cua bè này nó múc cái gốc dừa luôn nha các bạn. Múc nguyên gốc dừa bán bợ nha các bạn ơi. Quá trời. Đó nguyên gốc dừa đó các bạn. Rồi gấp vừa ai bự à. Đó. Về nguyên chiếc phà luôn rồi. Rồi gốc dừa hột xuống nữa các bạn ơi. Gốc dừa nghe. Thank you.
một cặp đầy nhóc luôn rồi các bạn.